mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Ông ta phát hiện trong thức ăn thịt chứa nhiều loại độc tố trầm tính. Các loại độc tố này ngấm từ từ vào cơ thể rồi phát sinh ra các tật bệnh. Bởi vì trong các loại thực phẩm thịt động vật như heo, gà, dê, ngỗng, chân chân, mà tánh của mỗi loài động vật bị căng thẳng sẽ sanh tính hung hãn, sợ sệt, dội dã. Bên trong cơ thể của chúng sẽ tiết ra các loại độc tố. Các loại độc tố đó nhanh chóng truyền vào máu rồi ngấm vào toàn bộ thịt trong thân của chúng. Các loại độc tố này thường theo tác dụng thay cũ đổi mới của cơ thể bài tiết ra ngoài hoặc thải ra ngoài bằng đường đại tiểu tiện. Con vật đang lúc bị giết, nó ở trong tình trạng sợ hãi hoặc sân hận. Khi ấy, một số cơ quan trong thân thể ngừng hoạt động. Loại độc tố tiết ra sẽ không thể bài tiết ra ngoài được, thì từ từ ngấm ngay vào trong máu thịt. Nếu ăn các loại thịt này vào, thì ăn luôn các thứ độc tố đó vào. Cho nên ăn thịt cũng chính là ăn phải các độc tố đó. Người ăn vào sẽ từ từ ngấm vào cơ thể, trở thành mầm mống gây bệnh sau này. Có người từng thí nghiệm, lúc động vật sợ sệt sân hận thì độc tố sẽ tiết ra trong cơ thể chúng. Nếu ngay lúc đó ta dùng ống tiêm hút máu nó ra, chỉ cần khoảng một ống xi lanh là có thể giết chết một mạng người. Rất may là các loại độc tố này khi gặp rau quả sẽ được hóa giải bớt phần nào. Cho nên khi nấu thịt nên bỏ thêm ớt, gừng chào hoặc thêm đậu hũ và các loại rau khác thì sẽ hóa giải bớt các loại độc tố ở trong thịt. Nếu như chỉ nấu thịt mà không thêm gừng, tỏi, rau, ớt, dân dân vào thì các độc tố trong thịt không được hóa giải. Ăn vào có hại mà không có lợi, dùng lâu nhất định tích tụ độc tố sinh bệnh mà chết. Vào năm 1954, bệnh viện phổi ở huyện Gia Nghĩa có một bệnh nhân tên là Tiểu Lão Quản. Lúc đó chiến tranh ở Trung Quốc vừa kết thúc, anh ta chạy di tản theo quân đội đến đảo Đài Loan. Vì ăn uống thiếu dinh dưỡng nên mắc bệnh phổi, anh trai của anh ta thì buôn bán ở Hồng Kông. Khi anh ta mới đến Đài Loan thì chưa liên lạc được với anh mình. Sau này bắt được liên lạc, anh ta viết thư báo anh trai biết là mình đang mắc bệnh nặng. Anh trai hay tin liền gửi cho anh ta số tiền lớn. Khi nhận được tiền rồi, anh liền nghĩ đến việc bồi bổ cơ thể. Bồi bổ món gì đây? Ăn gà, thịt gà là bổ nhất. Lúc đầu anh ta hai ngày ăn một con gà. Ăn được vài hôm thấy bệnh tình không thuyên giảm nên lại bồi bổ thêm, tăng khẩu phần một ngày ăn một con. Ăn liền mấy ngày sức khỏe càng thêm suy nhược, lại bồi bổ thêm, lại tăng lên một ngày ăn ba con. Phương pháp ăn của anh ta rất kỳ lạ. Sợ dinh dưỡng của gà theo máu chảy ra ngoài hết, anh ta dùng một ống tre đem gà nhét vào trong đó cho đến khi gà bột chết, rồi đem ra mổ thịt, xong lại bỏ vào nồi inox cho nước gà rời hầm, sau đó lấy nước cốt ra để uống. Một ngày uống 3 lần như thế. Uống chưa được mấy ngày thì ôi thôi tiêu mạng. Nguyên nhân nào đưa đến cái chết của anh ta? Lúc đó tôi không hiểu. Sau này có duyên học Phật, nghiên cứu phương pháp ăn chay, tôi mới hiểu ra nguyên nhân đưa đến cái chết của ông Quảng là ông ăn thịt trúng độc mà chết. Chẳng những súc sanh mà ngay loài người cũng như thế. Là người lúc giận dữ hoặc sợ hãi, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, đỏ mặt, tía tai hoặc tái đi. Đây là lúc tinh thần bị kích động mạnh nên sinh ra độc tố. Các độc tố này hòa vào trong máu, gây hiện tượng biến đổi trên cơ thể. Còn phụ nữ lúc mang thai có những tâm lý sân hận như thế thì những chất độc đó hòa vào trong sữa con bú thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bé. Trong một tập sách của Đại sư Ấn Quang có kể câu chuyện như thế này. Có một phụ nữ châu Âu, sau khi lắng nghe Đại sư Ấn Quang giảng giải về giới sát và đạo lý ăn chay, nghe xong bà khóc nức nở đau xót cho hai đứa con trai của bà do bị ngộ độc sữa của bà mà chết. Nguyên nhân là tình cảm hai vợ chồng thường xảy ra bất hòa, thường xuyên giận hờn cãi vã. Mỗi lần vợ chồng cãi nhau gầm thét như sấm, có khi sân giận la thét. Lúc ấy đứa bé hoảng sợ khóc thét lên, khi đó người mẹ muốn con hết khóc giải quyết bằng cách đưa vú cho con bú ngay lúc đó. Tuy đứa bé dễ nuôi khóc nhưng thân thể đứa bé dần dần suy nhược, không bao lâu thì chết. Qua hai sự thật của câu chuyện có thể thấy ăn chay không độc, ăn thịt có độc. Vì vậy đêm sớm ăn chay và kiêng không sát sanh là tốt nhất.
哈哈哈问什么的说